Chào mừng các bạn đến với buổi channel nơi cập nhật các tin tức và những câu chuyện mới nhất để truyền tải đến các bạn. Chúc các bạn có một ngày làm việc thật vui vẻ. Hãy bấm nút like và để lại bình luận phía bên dưới của video. Đừng quên đăng ký và nhấn nút chuông bên cạnh để nhận được những video mới nhất nhé. Bí mật chuyên án DB99, kỳ 4, sự kỳ lạ bức chân dung lật mặt yêu dâu xanh. Từ lời mô tả về yêu dâu xanh mặc quần xì đỏ của các nạn nhân tỉnh Đồng Nai và bà Diệp Vũng Tàu, lần đầu tiên cơ quan điều tra trưng dụng họa sĩ vẽ truyền thần võ tấn thành vẽ phát họa chân dung thủ phạm thật kỳ lạ khi hung thủ lộ diện mới biết hình vẽ giống trên 80%. Việc này đóng góp không nhỏ vào sự thành công của chuyên án mang bí số DB99, chấm dứt cơn lốc đen do thủ phạm gây ra đang tác quái. Tác quái về đêm dọc quốc lộ 51, cơn lốc đen và lời đồn xuất quỷ nhập thần của hung thủ, nhằm bảo đảm thu thập chứng cứ phục vụ cho công tác điều tra và xét xử sau này. Ban chuyên án DB99 rất chú trọng chỉ đạo công tác mở rộng điều tra nắm bắt tình hình, hệ thống từng vụ án xảy ra trên địa bàn, đặc biệt là phải mô tả cho được đặc điểm nhận dạng yêu dâu xanh mặc quần xì đỏ. Thông qua lời khai của các bị hại và nhân chứng, đồng thời tiến hành dựng lại hiện trường, lấy lời khai người bị hại, nhân chứng và người có liên quan tới 27 vụ trộm cắp hiếp dâm xảy ra ở các xã dọc quốc lộ 51 thuộc địa bàn huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai và huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Trong quá trình điều tra, ban chuyên án DB99 gặp rất nhiều khó khăn trong công tác xác định chân dung và danh tính thủ phạm. Mặc dù ban chuyên án DB99 đã tìm mọi cách để chuyển hướng điều tra truy bắt thủ phạm như lập các chốt trọng yếu giám sát 24 trên 24 giờ trên quốc lộ 51, vận động nhân dân tố giác thủ phạm, nhưng vẫn không có hiệu quả khả quan nào. Đáng nói, nhiều lần thủ phạm đi gây án bị lực lượng trinh sát phát hiện truy đuổi, dù huy động lực lượng lên tới trăm người mật phục, hắn vẫn thoát khỏi vòng vây một cách ngoạn mục như kẻ xuất quỷ nhập thần. Vì vậy, đại tá, nay là thiếu tướng Nguyễn Phi Hùng, phó tổng cục trưởng tổng cục cảnh sát phòng chống tội phạm. Bộ Công an và Ban chuyên án DB99 chỉ còn cách tìm người vẽ phát họa chân dung thủ phạm một cách chính xác rồi mới tiến hành truy bắt được. Theo đó, phương án tìm tới các nạn nhân để vẽ lại chân dung thủ phạm qua những lời kể là khả thi nhất. Như thế sẽ dễ dàng nhận diện thủ phạm hơn để phục vụ quá trình truy bắt. Trong báo cáo sơ bộ của Ban chuyên án DB99 có ghi nhận, trước đây, trong các vụ án hình sự, nhiều cơ quan điều tra của ta đã thực hiện vẽ chân dung thủ phạm qua lời kể của nạn nhân và nhân chứng, nhưng cuối cùng chỉ dừng lại ở phần mô tả vì lúc đó ta chưa có nhiều kinh nghiệm vẽ chân dung thủ phạm. Lần này, theo đề nghị của đồng chí Phạm Văn Rơi, trưởng phòng kỹ thuật hình sự công an tỉnh Đồng Nai, ban chuyên án DB99 quyết định trưng dụng họa sĩ vẽ truyền thần Võ Tấn Thành, lúc đó ông khoảng 45 tuổi, ngụ phường Bửu Hòa, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, nổi tiếng với khả năng vẽ chân dung qua lời kể tại tỉnh Đồng Nai, cùng các điều tra viên xuống các địa bàn thủ phạm gây án khảo sát và lấy lời khai của nạn nhân và nhân chứng để vẽ phát thảo chân dung thủ phạm. Đầu tháng 7 năm 1999, đích thân chỉ huy ban chuyên án DB99 là đại tá Nguyễn Phi Hùng tới tìm họa sĩ Võ Tấn Thành đề nghị ông giúp đỡ ban chuyên án vẽ phát họa chân dung thủ phạm của chuyên án DB99. Không chút ngần ngại, họa sĩ Võ Tấn Thành nhận lời ngay, sự kỳ lạ về bức hình lật mặt hung thủ. Từ khi nhận lời góp sức phá chuyên án DB99, bước chân của họa sĩ Võ Tấn Thành luôn theo sát các điều tra viên trong ban chuyên án để đến gặp từng nạn nhân, nhân chứng của 27 vụ án cướp của hiếp dâm do tên yêu dâu xanh mặc quần xì đỏ gây ra dọc quốc lộ 51. Câu chuyện về tên cướp háo sắc chỉ mặc một chiếc quần xì si đỏ, tay cầm xà ven cậy cửa để cướp và hiếp trở thành nỗi khiếp đảm của những người sinh sống trên quốc lộ 51, dần đi vào tâm trí của người họa sĩ. Lúc này, áp lực tìm ra thủ phạm phá án không những đè nặng lên vai các điều tra viên trong ban chuyên án DV99, mà còn là trách nhiệm cao cả của toàn dân. Vì thế, họa sĩ Võ Tấn Thành tự đủ, phải hạ quyết tâm cao nhất để vẽ thành công bức chân dung của thủ phạm nhằm đưa hắn ra ánh sáng của pháp luật. Qua lời kể của các nạn nhân thủ phạm có tuổi đời từ 30 đến 40 tuổi, cao 1m60 đến 1m70, tóc dài chấm vai, màu đen, rẽ ngôi ở giữa, phía trước gọn, phía sau quan, mặt xương, dài vừa phải, hai gò má cao, lông mày không rậm, sống mũi thẳng, mắt hai mí, miệng trung bình, môi đen không dài, răng đều, nhỏ, kẽ răng đen, do hút thuốc lá nhiều, ngoài ra, thủ phạm còn có nước da ngăm đen, tai tái. Họa sĩ Võ Tấn Thành nhanh chóng ghi lại những đặc điểm của tên thủ phạm và dùng ngòi bút vẽ bằng bút chì của mình phát họa chân dung hắn trên giấy bằng phương pháp vẽ căn bản họa hình mô tả chân dung sau 2 tháng tác giả của những vụ cướp khiếp gây chấn động quốc lộ 51 dần hiện nguyên hình trên bản phát thảo qua nhiều lần chỉnh sửa đối chiếu cuối cùng nhiều nhân chứng bị hại đều thừa nhận hình ảnh trong bản vẽ mô tả chân dung thủ phạm có đặc điểm giống đối tượng gây án vì thế ban chuyên án db 99 quyết định dùng hình ảnh này để chỉ đạo lực lượng điều tra phối hợp phát hiện đối tượng trong chuyên án và vây bắt với những đặc điểm trong hình vẽ phát thảo qua giả soát các đối tượng hình sự trên địa bàn huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai và huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, lực lượng cảnh sát phát hiện tên Phó Văn Chính, sinh năm 1963, hộ khẩu đăng ký thường trú tại 85 trên 847 Nguyễn Văn Nghi, phường 7, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh, đang cư ngụ tại xã Mỹ Xuân, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, có đặc điểm nhận dạng giống với đối tượng của chuyên án DB99 và có nhiều dấu hiệu nghi vấn. Ngay lập tức, ban chuyên án nhận định có khả năng Phó Văn Chính là đối tượng có liên quan đến 27 vụ án cướp, hiếp trên quốc lộ 51, cần nhanh chóng xác minh làm rõ. Đồng thời, ban chuyên án tiếp tục nhận định đối tượng sau một thời gian không gây án sẽ không có tiền tiêu xài. Mặt khác, do bản năng, thói quen khó chấm dứt hành vi phạm tội nên đối tượng sẽ tiếp tục gây án trở lại. Do đó, ban chuyên án chỉ đạo các lực lượng điều tra cần phối hợp, tăng cường công tác tuần tra kiểm soát 24 trên 24 giờ trên toàn tuyến quốc lộ 51. Nếu phát hiện đối tượng gây án, bằng mọi biện pháp đấu tranh cũng phải bắt bằng được thủ phạm. Đến 4 giờ sáng ngày 30 tháng 9 năm 1999, lực lượng tuần tra trên quốc lộ 51 phát hiện Phó Văn Chính nên truy đuổi và bắt giữ hắn cùng với tang vật là chiếc xe đạp vừa mới trôm được của một gia đình trên quốc lộ 51. Tại cơ quan công an, sau một hồi quanh co chối cãi, Phó Văn Chính phải cúi đầu nhận tội khi chủ nhân của chiếc xe đạp tới trình diện để đối chất với hắn. Sau đó, hắn lần lượt phải đối chất với các nạn nhân của 27 vụ cướp, hiếp mà hắn gây ra dưới sự chứng kiến của các điều tra viên không thể chối cãi được nữa yêu dâu xanh mặc quần xì đỏ phó văn chính cúi đầu nhận tội kết thúc cơn lốc đen do hắn gây nên với những người dân sống dọc quốc lộ 51. nói về quá trình vẽ phát thảo chân dung thủ phạm họa sĩ võ tấn thành nhớ lại lúc đầu cũng rất khó xác định vì tôi còn thiếu kinh nghiệm tôi phải mất 15 ngày để phát họa ra khuôn mặt đơn giản bằng cây bút trì sau đó cho nạn nhân xem để điều chỉnh thêm tiếp đó là 10 ngày nữa để khắc họa thêm những nét sâu hơn lên ngũ quan và cuối cùng lại thêm gần 10 ngày nữa để hoàn thiện hẳn khuôn mặt đóng góp quan trọng sau khi chuyên án DB99 kết thúc, chính đồng chí Phạm Văn rơi, lúc ấy là trưởng phòng kỹ thuật hình sự, Công an tỉnh Đồng Nai cũng nhận định, nhờ những nét vẽ chân dung thủ phạm của họa sĩ Võ Tấn Thành mà lực lượng công an phá án nhanh hơn, anh em chiến sĩ đỡ tốn mồ hôi xương máu hơn khi truy bắt tên tội phạm nguy hiểm này. Mời các bạn nghe tiếp phần sau với tiêu đề Bí mật chuyên án DB99, kỳ cuối, cuộc vây bắt đi vào lịch sử. Cảm ơn bạn đã lắng nghe, chúc các bạn có một ngày làm việc thật vui vẻ. Hãy bấm nút like và để lại bình luận phía bên dưới của video. Đừng quên đăng ký và nhấn nút chuông bên cạnh để nhận được những video mới nhất.